đánh bạc, cá độ bóng đá là hành vi gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Các tổ chức cờ bạc đã lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, ra sức quảng cáo, lôi kéo người chơi mở tài khoản. Với tâm lý đam mê bóng đá và muốn có tiền ăn chơi, nhiều người đã bị dụ dỗ tham gia. Đây cũng là nguyên nhân để hàng loạt các loại tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí bóng đá cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa các hình thức cá độ bóng đá để bảo vệ bản thân và xã hội. Công an thành phố đã huy động lực lượng an ninh mạng và phòng cảnh sát công nghệ cao tham gia truy quét, xử lý các trang web cá độ bóng đá trá hình vi phạm pháp luật.